Hậu chia tay, Hồ Quang Hiếu khoe cơ ngơi mới tậu, nhìn nội thất bên trong quá choáng. Hồ Quang Hiếu tự tay thiết kế nội thất bên trong biệt thự. Chuyện tình Hồ Quang Hiếu bảo anh đứt gánh giữa đường khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Tháng 9 năm nay, khán giả chưa hết bất ngờ khi thấy Bảo Anh khoe căn tiền tỷ mới tậu sau 5 năm đi hát. Thì mới đây, nam ca sĩ con bướm xuân cũng không thua kém bạn gái cũ. Anh chàng chịu chi, mua hẳn một ngôi nhà và tự tay thiết kế lại nội thất bên trong. Nam ca sĩ cho biết, mình đang làm nhà nên khá vất vả, mặt mũi hốc hác và dành lời khuyên cho những ai muốn xuống cân. Cứ việc đập căn nhà ra xây lại, bảo đảm một tháng sẽ xuống 10 kg. Đồng thời anh cũng khoe ảnh cơ ngơi sắp hoàn thiện với những người hâm mộ. Bên ngoài ngôi nhà mới của Hồ Quang Hiếu được thiết kế đầm sen nhỏ, xung quanh treo nhiều lẵng cây xanh. Phía ngoài vẫn trong quá trình hoàn thiện, các vật liệu xây dựng đang để dang dở. Bước vào trong nhà mới thực sự choáng, nam ca sĩ thiết kế phong cách nhỏ gọn, tủ đứng chứa nhiều đồ lưu niệm cùng những huy chương, giải thưởng mà anh đã đạt được trong sự nghiệp. Nội thất phòng ngủ của Hồ Quang Hiếu được trang trí với tông màu lạnh. Hồ Quang Hiếu tự tay thiết kế nội thất, bỏ công sức mua vật liệu về xây nhà, cho thấy anh rất tâm huyết với nơi ở mới của mình. Trước đó vào tháng 9 vừa qua, Bảo Anh cũng khiến khán giả ngưỡng mộ khi tậu được cơ ngơi tiền tỷ sau 5 năm đi hát. Bên trong căn hộ cũng toàn đồ dùng nội thất cao cấp và có view nhìn ra toàn thành phố rất đẹp. Nhìn lại loạt ảnh sống trong tù của Hiệp Gà đúng 10 năm về trước, lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ dùng ma túy. Sống trong trại có nhiều chi tiết hay để phục vụ nghề sau này là lời tâm sự đầy tích cực của nam diễn viên hài đình đám một thời. Vào một ngày cuối tháng 4, 2007, nam diễn viên Hiệp Gà đã bị bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy trái phép. Chỉ vì nghe lời dụ của một người bạn rằng chất cấm giúp khỏi đau chân, Hiệp Gà đã phải đứng trước vành móng ngựa và trả giá bằng 2 năm ngồi tù, sau đó được giảm án 7 tháng tù, thời giam thụ án 17 tháng. Sự hối hận muộn màng ở tuổi 30 của nam nghệ sĩ đình đám lúc bấy giờ. Hiệp Gà tiêu tụy gầy sộp sau một thời gian sống trong nhà đá, bộ dạng thất thểu, không có chút sức sống vì bị suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Những ngày đầu, tôi thường xuyên mất ngủ vì phải cố gắng quên nàng tiên nâu. Khi cơ thể khỏe mạnh, tôi lại trằn trọc vì nhớ cô con gái 4 tuổi rất đáng yêu. Có lần nằm nhớ giọng con hát qua điện thoại, ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa. Bạn bè đã phát hiện tôi nằm khóc và thức trắng đêm. Ở trong trại giam, anh cho biết bản thân vô cùng lo lắng sốt ruột, nhưng cũng đành bất lực mỗi khi hay tin bố ốm, mẹ đi viện hay con gái nhỏ gặp vấn đề về sức khỏe. Suốt cái thời gian ấy, chỉ có ngóng ra và chờ tin xem người thân của mình thế nào. Đứng ở một nơi rất xa để hình dung nó thì vô cùng khủng khiếp. Danh hài cười như được mùa mỗi khi vợ ghé thăm. Thời gian này trong anh đã khá khẩm hơn. Hiệp Gà tâm sự, ánh đèn sân khấu là điều mà anh nhớ nhất khi ở tù, bởi với anh, nơi đó chính là thánh đường, mỗi khi nhìn thấy các nghệ sĩ đồng nghiệp trên màn hình. Tôi đều ứa nước mắt, và tin một ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu, tôi sẽ trở lại với khán giả. Đó cũng chính là lý do khiến Hiệp Gà trở thành ngôi sao, trở thành bầu show của nhóm ca sĩ áo kẻ sọc to. Mới đây, anh đã dàn dựng hơn 10 chương trình, đưa ra công diễn 3 tiểu phẩm. Anh kể với giọng đầy tự hào, đội văn nghệ đã mang nhiều màu sắc vui tươi để anh em cải tạo tốt hơn. Sống trong trại có nhiều chi tiết hay để phục vụ nghề sau này là lời bộc bạch của nam diễn viên. Trước khi ra tù, Hiệp Gà còn tấu hài cùng nghệ sĩ Trà My, Hán Văn Tình, chuẩn bị âm thanh cho buổi chia tay. Giám thị trại giam căn dặn Hiệp Gà những giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù, hào hứng thu dọn số vật dụng ít ỏi trước khi rời trại giam. Giây phút tình tứ với vợ chồng, rắc muối và gạo với mong muốn những điều tốt lành sẽ đến. Không gì phấn khởi hơn hình ảnh một người phạm tội được ra tù, tạm biệt và không hẹn gặp lại. Từng bị tai nạn mất trí nhớ, gương mặt suýt bị hủy, nhìn diện mạo hiện tại của Sĩ Luân mà choáng. Nhiều người vẫn không hết ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của Sĩ Luân. Không chỉ là ca sĩ có giọng hát truyền cảm, mà Sĩ Luân còn là nhạc sĩ từng rất được khán giả yêu thích. Với các bản hit Mắt Nai Cha Cha Cha, Áo Dài Ơi, cách đây 8 năm,
Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, thì nam ca sĩ bất ngờ rút lui khỏi showbiz vì tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào năm 2009, do tránh một đôi trai gái đang đùa giỡn mà Sĩ Luân mất tay lái, khiến xe ô tô bay lên không trung hơn 4 mét rồi đập xuống đất và bất tỉnh. Cú đâm xe làm cho Sĩ Luân bị vỡ xương hàm, sệ gò má, nam ca sĩ phải trải qua 2 lần phẫu thuật và rơi vào tình trạng vô thức một thời gian. Sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Sĩ Luân bị mất trí nhớ trong 1 năm, không nhớ ra ai ngoại trừ mẹ ruột. Mặc dù không may vướng phải tai nạn, nhưng bằng nghị lực phi thường, Sĩ Luân đã vượt lên chính mình để chống chọi lại giây phút khó khăn gián đoạn sự nghiệp nghệ thuật. Tuy đã khôi phục lại được trí nhớ, nhưng cho đến giờ, mỗi khi suy nghĩ điều gì căng thẳng, đầu óc của Sĩ Luân lại bị nhức ván. Không chỉ thế, diện mạo của nam ca sĩ cũng thay đổi đáng kể từ sau vụ tai nạn kinh hoàng. Các đường nét trên khuôn mặt hiện tại của Sĩ Luân có phần tròn và to hơn ngày trước. Sau khi trải qua 2 lần phẫu thuật để hồi phục lại gương mặt đã bị biến dạng. Cận cảnh gương mặt đã từng bị biến dạng vì tai nạn của Sĩ Luân. Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đang có công việc là một thầy giáo giảng dạy âm nhạc cho các sinh viên, học sinh muốn ca hát. Bên cạnh đó, dòng ca sinh năm 1982 cũng đang muốn âm nhạc của mình theo hướng nhạc thiền. Sau tai nạn mất trí nhớ, cuộc sống của Sĩ Luân thay đổi hoàn toàn. Nam ca sĩ tập sống chậm, sống vui và tìm đến thiền để giải tỏa những cơn đau đến bất chợt. Muốn đối đáp với anti-fan trước nhất, chắc chắn phải học hỏi những sao Việt này. Đây đều là những sao Việt không ngần ngại đáp trả anti-fan mỗi khi nhận được các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Á hậu Hoàng My viết tâm thư dạy anti-fan cách chửi. Những ngày qua, Á hậu Hoàng My nhận phải vô số lời chỉ trích của công chúng vì phát ngôn vạ miệng. Khi so sánh nỗi đau của các Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 với mất mát do bão, nội dung lời chia sẻ gây tranh cãi của Á hậu Hoàng My trên trang cá nhân như sau. Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim Hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi đừng bị chảy xước gì nhé. Vốn được biết đến là người đẹp trí thức, Á hậu thông minh nên phát ngôn này của Hoàng My khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt vì đây là lần hiếm hoi vạ miệng nên Hoàng My đã bị các anti-fan mặc sức công kích. Trước quá nhiều bình luận tiêu cực, Á hậu Hoàng My còn gây sốc hơn khi đăng tải một dòng trạng thái khá dài lên trang cá nhân, khuyên anti-fan chửi thế nào cho văn minh. Theo đó, Á hậu liệt kê 5 điều để gửi anti-fan cách chửi trên mạng xã hội sao cho thật khéo léo, có giá trị, khiến nhiều người giật mình bởi cách đối đáp quá sắc sảo của cô. Dòng trạng thái gồm 5 điều răng dạy anti-fan cách chửi văn minh của Á hậu Hoàng My khiến ai cũng phải bất ngờ. Tóc Tiên giải thích cho anti-fan hiểu rồi nên tiện khách. Tóc Tiên cũng là nữ ca sĩ chịu khó trả lời anti-fan nhất nhì showbiz Việt. Cách đây ít lâu, khi nhận được bình luận trái chiều từ anti-fan về MV mới ra mắt, Tóc Tiên đã có màn đáp trả rất dài và còn thẳng thần khuyên anti-fan biến, khiến rất nhiều khán giả thích thú vì cách hành xử cứng như vậy. Tóc Tiên luôn sẵn lòng đáp trả anti-fan khi bị công kích. Khi bị anti-fan công kích cặp kè đại gia để làm MV, Tóc Tiên không ngại thẳng thắn đáp trả. Trước đó, khi bị một số anti-fan chỉ trích khá gay gắt và cho rằng gu ăn mặc của nữ ca sĩ có phần phản cảm, cụ thể một cư dân mạng viết, thấy gớm, cởi truồng luôn đi cho dễ coi hơn. Không hề né tránh, Tóc Tiên thẳng thừng đáp trả. Chị ơi, chị đừng để con mình đọc những dòng này nha, nó sẽ xấu hổ về mẹ mình lắm đó. Vốn nổi tiếng là một nữ ca sĩ thẳng tính, phản ứng dữ dội của Tóc Tiên không khiến nhiều người quá bất ngờ. Duy Mạnh, đối đáp thẳng thắn không phân biệt tuổi tác và đẳng cấp. Cách đối đáp không e dè kiêng nể ai của Duy Mạnh trên mạng xã hội còn được nhiều khán giả đặt cho biệt danh là Thánh Comment. Anh cho biết mình luôn mở comment để tất cả mọi người có thể nói chuyện bình đẳng với nhau, không phân biệt già trẻ, lớn bé, đẳng cấp gì cả, mà chỉ có đúng và sai. Duy Mạnh không ngại anti-fan là già hay trai gái, mà chỉ quan trọng chuyện đúng sai. Duy Mạnh tâm sự, tôi đăng bất cứ status nào cũng không bao giờ viết tiêu cực, chỉ chúc mọi người sức khỏe, mời mọi người nghe nhạc, còn những cái mọi người nhắc đến đều là cách tôi đối đáp với mọi người. Đối với người thông minh thú vị thì tôi sẽ nói chuyện theo kiểu thông minh thú vị. Những người kém thông minh thì mình phải nói cho người ta hiểu, mà không hiểu nữa thì khóa mõm luôn. Khi nhắc đến cách một nghệ sĩ cư xử với anti-fan trên mạng, Duy Mạnh đưa ra quan điểm, mà tôi thấy nhiều nghệ sĩ cũng buồn cười,
Ngoài đời thì cạnh tranh nhau từng vị trí trên poster cao hơn thấp hơn, trung tâm hay ngoài rìa, rồi chửi nhau đưa nhau lên mặt báo. Thế nhưng khi bị anti-fan chửi thì im thin thít để giữ gìn hình ảnh tốt đẹp. Tuấn Hưng đọc hết bình luận và đáp trả gay gắt khi cần. Nổi tiếng là nam nghệ sĩ thẳng thắn, nóng tính, nên rất nhiều lần Tuấn Hưng đăng đàn đáp trả anti-fan. Thậm chí anh còn dọa sẽ giết và cắt gân một tài khoản lạ trên mạng xã hội đã bình luận khiếm nhã con trai anh. Mặc dù cách phản ứng này của Tuấn Hưng bị rất nhiều người lên tiếng chê trách, vì anh là người nổi tiếng nên cần bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Trong một cuộc giao lưu trực tuyến gần đây, Tuấn Hưng tâm sự rằng trước khi đi ngủ, anh luôn đọc một loạt comment của mọi người trên fanpage gần 4 triệu fan để lắng nghe suy nghĩ của mọi người về mình, cả khen chê, chửi bới, động viên và khích lệ, cả góp ý của những người nhỏ tuổi hơn mình. Tuấn Hưng đăng đàn, tức giận và sẵn sàng tìm gặp anti-fan để làm rõ mọi chuyện khi con trai anh bị mang ra chê bai. Ngọc Trinh tặng luôn nút block. Vốn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân thị phi của showbiz Việt, nên Ngọc Trinh cũng nhận không ít bình luận tiêu cực, công kích của nhiều anti-fan trên trang cá nhân. Ngọc Trinh cũng cho biết, thời gian đầu khi đọc những lời bình luận ác ý đó, cô khóc hết nước mắt. Thế nhưng lâu dần cô cũng quen và hiểu những mặt trái của mạng xã hội, nên cảm thấy bình thường hơn. Tuy nhiên, cũng không ít lần Ngọc Trinh tỏ thái độ rõ ràng, mạnh mẽ trước những lời công kích, mạt sát mình trên mạng xã hội. Có lần Ngọc Trinh thẳng thắn viết, đừng có thấy tôi hiền rồi làm tới comment linh tinh thì được khuyến mãi nút block ngay và luôn nhé, chào thân ái. Hồ Ngọc Hà đáp trả sau cây khiến anti-fan cứng họng. Hồ Ngọc Hà cũng là một trong những mỹ nhân rất chịu khó trả lời bình luận của anti-fan trên mạng xã hội. Trước bất cứ lời bình luận khiếm nhã nào, Hồ Ngọc Hà cũng bình tĩnh đối mặt và tùy từng trường hợp để có cách đáp trả thẳng thắn cho đến nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hầu hết các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà đều thẳng thắn đáp trả với những lời lẽ sâu cay nhất, khiến đối phương không còn lời nào để nói thêm. Rất nhiều lần, nữ hoàng giải trí đăng đàn đáp trả anti-fan trên trang cá nhân. Rất nhiều lần, Hồ Ngọc Hà đáp trả anti-fan bằng lời lẽ sâu cay nhất mà khó ai có thể nghĩ ra. Noo Phước Thịnh khuyên anti-fan đi nhặt rác. Noo Phước Thịnh là nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp cả nước nhiều năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo không ít anti-fan. Còn nhớ trong một lần livestream với khán giả, Noo Phước Thịnh đã bị cộng đồng fan này công kích. Chỉ trích và chê bai đủ điều, quá bức xúc khi phải chứng kiến sự chê trách từ anti-fan, Noo Phước Thịnh đã phản ứng gay gắt. Có mấy bạn cảm thấy bất mãn với việc mình đẹp trai hay sao ấy, nên phải chê xấu tìm cách dìm cho bằng được. Tại sao các bạn phải làm như vậy? Nếu các bạn rảnh quá thì hãy đi làm việc gì đó có ích chẳng hạn, như nhặt rác ngoài sân. Tại sao lại chui lên đây comment không hay như vậy, để làm gì? Các bạn cứ lên chửi tục để làm gì, không có ai quan tâm, không có ai đọc đâu, rút kinh nghiệm đi, mất thời gian chứ không làm được gì, Noo Phước Thịnh đáp trả trong clip livestream.